Dự án đường Ngô Mây nối dài ở thành phố Quy Nhơn, hình thành quy hoạch từ hơn 10 năm trước. Đến năm 2018, Bình Định bắt đầu khởi động triển khai theo quy hoạch điều chỉnh rộng hơn với tổng vốn 400 tỷ đồng, dài gần 1,4 km, từ điểm nối ngã ba đường Hoàng Văn Thụ - Ngô Mây đến đường Điện Biên Phủ. Bà Nguyễn Thị Thanh phản ánh, 4 năm qua, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn do sóng treo trong dự án đường. Nhà ở dù xuống cấp, mái dột nát rất nguy hiểm, con cái phát sinh nên chỗ ở chật chội quá. Trong khi đó, ai mà sửa nhà che mái lên thì chính quyền không cho. Tương tự, căn nhà 48m² đã xuống cấp nghiêm trọng. Anh Võ Văn Hải, 47 tuổi, cùng ở tổ 1B, không dám sửa chữa vì sợ phải dời đi chính quyền không đền bù. Vợ chồng anh hiện ra ngoài thuê trọ để ở, còn nhà theo lời anh Hải có cũng như không. Theo anh Hải, nhà anh xây trên đất có nguồn gốc khu nghĩa địa xưa, xây ở trước giai đoạn 2004 nên dính vào đất có nguồn gốc lấn chiếm. Vì vậy chỉ được chính quyền hỗ trợ không bồi thường, nhà xuống cấp anh không dám sửa. Chúng tôi ở đây đã lâu, ổn định không tranh chấp, vẫn đóng thuế phường. Mong chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ đảm bảo sinh kế và được mua một lô đất ở khu tái định cư với giá nhà nước. Chứ chúng tôi toàn dân lao động, nghèo khó, không có tiền để mua đất ở mới theo giá thị trường, anh Hải nêu nguyện vọng. Dự án thì nếu mà cái nào mà nó khả thi thì mình nói, còn không cho người ta xây dựng. Nhưng cứ để treo dài thôi chứ người ta không. Thà là giải phóng thì giải phóng, còn không thì để cho dân rồi. À mà cứ kêu không biết là mùa mưa nó cũng sạt xuống một ít chứ, mà điều đó nó không, chưa sạt tới đây chứ nó vẫn sạt. Được biết năm 2018 khi dự án khởi động lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư. Theo đại diện chủ đầu tư, đơn vị đã hợp đồng nhà thầu thực hiện dự án nhưng vẫn phải chờ do vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng do Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn thực hiện. Còn theo Ủy ban Nhân dân phường Ngô Mây, địa phương này đã hoàn tất công tác xác nhận nguồn gốc đất của các hộ dân nên phần việc còn lại do Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn và chủ đầu tư. Theo ông Nguyễn Công Vịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn, vướng mắc lớn nhất dự án là công tác xác nhận nguồn gốc đất, tài sản trên đất và chính sách bồi thường áp dụng đối với dự án còn nhiều bất cập so với thực tiễn, đặc biệt khu tái định cư hiện cũng đang vướng. Cũng theo ông Nguyễn Công Vịnh, dự án có 200 hộ dân ảnh hưởng, đa số đều nằm trên sườn núi nên chỉ có 11 hộ dân có sổ đỏ, còn lại 189 hộ tự ý lấn chiếm đất rồi xây dựng. Theo ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, dự án rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố Quy Nhơn. Tuy nhiên, do chính quyền hai phường Ngô Mây và Quang Trung thành phố Quy Nhơn thực hiện chưa tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, dẫn đến xảy ra tình trạng lấn chiếm đất đai trong khu vực diễn ra rất phức tạp, kéo dài, nhiều hệ lụy.